Hello, xin chào cả nhà. Show cho mọi người coi một cái viên hổ phách mà đã rất là lâu rồi này. Mới đầu mua về mình cũng không có để ý, chỉ thích cái màu đồng màu trà của nó thôi ha. Màu nó giống như là, gọi là sao ta, giống như có cái giác cái đồng lên ha, màu đồng á, cổ cổ ha. Đó, mặt sau của nó hàng xương ha, lâu năm đó. Nhưng mà mình cũng không biết ha, nhưng thật ra nó đằng sau nó còn có cái này là cái chiếc lá ha, để mình cho mọi người coi đây, một chiếc lá đó màu đỏ ha, chiếc lá đẹp không đó, là cái người điêu khắc đó, người ta cố tình khắc vậy ha. Cái chiếc lá màu đồng á, nên người ta khắc cái phong cảnh này lên nhìn rất là hay luôn ha, cổ điển đó, siêu đẹp đó. Bạn nào mà thích nhớ bấm follow mình Huy Hổ Phách ha, bye bye.